Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Việt Audio Vĩnh Long, một kênh chuyên về thiết bị audio hàng bãi. Ở clip lần này thì Việt cũng có một số món hàng muốn tiếp thị chia sẻ đến quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và ủng hộ kênh của Việt trong suốt thời gian vừa qua. Nếu như quý vị và các bạn có xem được video này, có yêu mến Việt Vĩnh Long thì hãy cho Việt xin một like để cho video này và chia sẻ kênh cho nhiều bạn bè khác cùng xem. Xin chân thành cảm ơn. Đó cũng là một cái cách mà quý vị và các bạn ủng hộ Việt trên tinh thần. Tuy quý vị và các bạn không trực tiếp ủng hộ mua hàng của Việt, nhưng quý vị và các bạn like cho video, chia sẻ cho video, đó cũng là rất là quý rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem những cái món hàng mà Việt sắp giới thiệu đến trong video này. Xin mời quý vị và các bạn. Rồi, Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Ở đầu clip hôm nay thì Việt xin chia sẻ đến quý vị và các bạn là hai đôi loa. Thì tuy nhiên ở clip này hơi dài nha, tại vì phía sau cũng còn rất nhiều đôi loa để Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thì Việt làm một lần hai đôi đi cho nó quý vị và các bạn có cái lựa chọn cho nó dễ, chứ đôi khi quay một lần mà nhiều quá thì nó không chi tiết. Rồi thì đầu tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với đôi loa toàn giải. Thì đôi loa này, đôi loa toàn giải bass 30, cái cũ loa thôi nha quý vị và các bạn. Đây là cũ loa toàn giải bass 30 của hãng Untac. Thì màn của nó là màn giấy, gân giấy dính liền luôn nha quý vị và các bạn. Để Việt quay cho quý vị và các bạn xem về cái độ nét của đôi loa này thì zin 100% và màn giấy rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Thì đây là một cái cũ toàn giải không phiểu. Thì nhiều bạn hay hỏi là toàn giải là nó phải có cái chung cái phiểu gì chưa á, thì nó cũng có nhiều đời nhiều loại, và cái loại này là loại không có cái phiểu ở chính giữa nha quý vị và các bạn. Thì đôi loa này quý vị và các bạn nào có cái cần cái cặp bass 30 á thì về lắp vào thùng nha. Thì có thể là xài phân tần bậc 1 hoặc là không xài phân tần thì cũng không sao, thì mình đấu thẳng cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên là việc chia sẻ đến anh em là đôi này chỉ dùng để nghe nhạc nha, không hát karaoke đó, không hát karaoke, nó là chỉ về để nghe nhạc thôi. Quý vị có thể qua phân tần bậc 1 hoặc là đấu thẳng, tiếng khá là hay trong cái tầm tiền quý vị và các bạn bỏ ra. Đôi loa Mỹ, để Việt lật ở phía trên lại cho quý vị và các bạn xem. Đây là cái cũ loa. Thì những cái cũ loa gờ như thế này thì theo năm tháng thì anh em người ta để, người ta hay để nó lật ngửa hoặc là úp gì đó, nó cà, nó cọ lên cái đít này, nước sơn của nó này nọ thì nó cũng chảy chóc. Đây đó, như quý vị và các bạn đã thấy, tới cái tem mà mất luôn, còn cái chữ Untac nhỏ xíu à. Thì cái cũ còn nước sơn còn rất là đẹp. Zin 100% cho quý vị và các bạn nha. Đây. Đây. Về quý vị và các bạn có thể là để ngoài mình chơi cũng được, hoặc là đóng thùng dán hở, hoặc là quý vị và các bạn nào mà có đôi loa nào mà nghe nhạc mà nó cháy cái loa bass rồi đó, nó hư loa bass rồi đó, quý vị và các bạn thay vào. Nghe rất là hay. Trong cái tầm tiền đó thôi. Đôi này thì mã số trùng nha quý vị và các bạn. V12BA45, V12BA45 328839 328839 nha quý vị và các bạn. Trùng số. Nó chính là một đôi một cặp. Nên quý vị và các bạn yên tâm nha. Thì giá của đôi này chia sẻ đến quý vị và các bạn là 4 triệu nha. Giá 4 triệu đi. Một đôi cũ bách toàn giải 30 như thế này giá 4 triệu là tuyệt vời rồi. Về mình có thể thay vào những cái thùng mà nghe nhạc nhà mình mà có đôi loa bách nó hư á, cứ thay vào. Rồi, Việt xin nhấn mạnh một lần nữa là không karaoke nha.
những cái dòng này thì karaoke nó không có hay và ca thì nó sẽ dễ bị chết lo rồi, tại vì cái độ nhạy nó khá cao và nó chuyên về nghe nhạc. Và tiếp tục ở bên trong này là đôi loa của hãng Sansui. Đây là dòng Sansui SB2500. Đó. Rồi để Việt quay một dòng ở chi tiết ở bên ngoài. Thì đôi này nó sở hữu một bát 30, hai lỗ thông hơi, thùng gỗ lạng, hai đây là hai cái loa chung giấy tầm khoảng 12 và hai cái chép còi. Thì ở đây là cái phần tiêu âm, tán âm cho cái chép còi. Thì bên đây công việc cũng đã tháo ra rồi, tháo cái phần này ra để cho quý vị và bạn xem cho rõ về cái phần cái chép của nó. Đây nha, mình tháo ra để quý vị và các bạn xem rõ và nó có cái quyết định là chính xác hơn. Đây là hai cái lo chung, đây là hai cái chép còi. Còi này là còi bằng gang, bằng nhôm gì đó, chứ không phải là còi ấy đâu nha, không phải là còi mũ đâu, hai cái còi luôn. Đó. Bát 30. Gân này là gân vải thẩm dầu. Đây là dòng lo nghe nhạc vàng, chơi dưới băng cối hoặc là trưng bày phòng khách thì rất là tuyệt vời. Đó. Thùng gỗ lạng. Để đây là cái e-căng, để Việt quay cái e-căng cho quý vị và các bạn xem từ tấm nha. Đây. Cái căn này thì đây quý vị và các bạn nhìn thấy một lỗ. Cái lỗ này là nó lủng cái lưới ở bên trong chứ không phải là nó gãy cái cây này nha. Cái lưới này mình thay được nhưng mà việc không thay để zin cho anh em về bán cho anh em. Đây lủng lỗ nè. Lâu năm quá à, cái lưới bên trong nè, đây là cái lưới này nè, nó mục thôi. Anh em về anh em thay cái lưới khác hoặc là cứ để như thế theo năm tháng mà. Còn cái căn này là bằng gỗ, ở bên ngoài là lưới mặt cáo bằng gỗ. Có tem Sansui ha. Rồi tới cái căn bên đây thì việc quay như thế là rất là chi tiết rồi, nhưng mà anh em cứ xem kỹ rõ. Cái này cũng bị lủng mấy lỗ quý vị và các bạn đó. Mấy cái đây nè. Rồi thì những cái chi tiết này thì anh em về anh em xử lý lại. Còn không thì cứ để như thế, anh em nào thích zin là để như thế đó. Nó đây là cái những cái lưới nó lủng nè. Cái e căng lủng thì không sao, mà quan trọng là cái e căng mà cái mắt cáo này mà nó gãy là mệt nha. Rồi. Thì đó là xong rồi cái phần e căng. Rồi để Việt quay ở phía sau lưng cho quý vị và các bạn xem. Đây. Đó. Sansui SB2500 nha. Thùng quách còn lành lặn. Đây là hai liver để tăng tiếng chung và tiếng chép nè, chạm câu lo 80W trở kháng 8 ohm mỗi thùng. Rồi. Bên đây thì Việt cũng đã tháo ra rồi để cho quý vị và các bạn xem cái nội thất ở bên trong. Nha, xem củ lo ở bên trong để quý vị và các bạn yên tâm hơn. Đấy. Đợi Việt quay mình ai giá. Đợi mình quay cái thùng lo lại cả nha các bạn. Một tay cầm điện thoại và một tay quay lo thì nó khó quá. Đó, quay từ từ nha. Mình quay ra cái hướng ánh sáng á, thì quý vị và các bạn mới xem được. Còn không quay tối thui thì cũng không xem được gì. Rồi. Thì ở đây thì Việt đã tháo cái nắp đít ra. Tuy nhiên lo này mình vẫn tháo ở phía mặt được, nhưng mà mình tháo như thế này để cho nó gọn ha. Thì ở bên đây cũng như quý vị và các bạn thấy ở phía sau. Ở phía sau này thì cái nút này nè, cái nút mà để mình tinh chỉnh cái lo chung và lo chép á, thì nó bị gớt mất đi, nó bị gớt mất nút và Việt lấy cái nút khác để vô. Đây. Thì chính vì thế nên Việt tháo ra phía sau để anh em xem luôn là nó còn nguyên zin, nó chỉ gớt mất cái nút này thôi, cái nút này cứ gớt vô được nè. Thì do mà nó nhiều năm quá nó lỏng á, cái mình vận chuyển đi nó gớt mất tiêu. Đó. Để mình tháo ra bên trong cho quý vị và các bạn xem, để quý vị và các bạn nói là mình thay phân tầng đồ này nọ trong này nữa. Đây. Thì ở đây là hai cái lever của nó nè. Nguyên zin 100% giống hệt nhau nha. Đây, hai lever của nó. Rồi. Đây là cái phân tầng đó. Đây là củ lo bass nè quý vị và các bạn. Đó, sáng cho rất là đẹp luôn, củ lo bass. Rất là sáng. Này không biết người ta không biết là người chơi bên kia người ta nhét hay là của thiết kế nó vậy mình không biết ha.
thấy sao hai cái lỗ thông hơi mà lại đi nhét hai cục này vô mà mình không biết ý gì, hay là người ta nhét đặng đừng cho chuột chạy vô gì mình cũng hiểu luôn đó quý vị và các bạn. Củ lo bát nè, ở đây là hai cái củ lo chép nè, hai củ lo chép còi nè, hai củ chép còi, đây là hai cái lo hai cái củ lo chung. Lo chung thì nó lúc nào nó cũng phải vậy, nó có cái bờ miếng mũ này nè để bảo vệ lại, đừng giữ đừng cho cái màn lo nó rung. Nếu như mà tiếng bass mà nó đánh mà màn lo chung nó rung thì không được, âm thanh nó sẽ không hay, ra sẽ không còn chi tiết nữa. Rồi thì coi như là nội thất của đôi lo này đã xong việc báo giá luôn. Thì đôi lo này vì xin nhắc lại, cái thứ nhất là lưới của nó có lủng một vài lỗ nè. Rồi cái thứ hai là nó bị gớt mất một cái nút ở ngoài tinh chỉnh này, cho nên cái giá của nó là được rất là tốt cho quý vị và các bạn. Thường những đôi như thế này thì Việt sẽ chia sẻ khoảng giá là 10 triệu đồng. Tuy nhiên đôi này thì bớt cho quý vị và các bạn là còn là 8.500.000 đồng, không bao phí vận chuyển nha, không bớt nữa, giá chuẩn 8.500.000 đồng đô lo này thì quá tuyệt vời. Quý vị và các bạn về nghe nhạc vàng nha, zin 100%, lo các tiếng lo zin 100% nha. Còn nói mà những cái chi tiết này thì đương nhiên cái này là không, nó mất nút thì không còn zin rồi. Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn qua những cái mã lo khác nha. Rồi Việt xin chào quý vị và các bạn nha, mình tiếp tục đến với hai mã lo tiếp theo. Thì theo yêu cầu của quý vị và các bạn thì Việt cũng đã tháo nội thất mỗi đôi một chiếc để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cái nội thất ở bên trong nha. Thì cũng có nhiều bạn là bảo là mua lo mà không được nhìn nội thất, thì Việt tháo ra cho quý vị và các bạn xem luôn. Thì đầu tiên Việt mời quý vị và các bạn đến với cái đôi của hãng Sony. Thì hãng Sony thì đa số là lo không nổi tiếng bằng những hãng khác. Thì Sony thì có những cái dòng lo như là G5, G5A, G7 vân vân, thì một số dòng lo đó thì nổi tiếng. Còn ngoài ra thì lo của Sony ít nổi tiếng hơn những cái dòng như Samsung, Pioneer. Thì Việt lựa chọn được một đôi lo G5A cho quý vị và các bạn. Thì những cái đôi lo như thế này quý vị và các bạn về vừa nghe nhạc vừa kết hợp hát hò karaoke, phòng tầm vẫn 3 đến 40 mét vuông đổ lại thì nó cho ra chất âm rất là hay. Đây là dòng Sony G5A. Thì trước tiên mời quý vị và các bạn cùng soi nội thất cái đôi G5A, rồi chúng ta sẽ xem thùng như thế nào. Thì đôi G5A này, đây là cái củ bát Việt tháo ra rồi để Việt soi ở bên trong trước cho quý vị và các bạn xem nha. Đây là một cái cục biến cuộn cạn đó để cho cái lo bát. Ở bên trong thì cũng như quý vị và các bạn thấy nó có bộ phận tản bên trong, nhưng mà điện thoại thì mình đưa vô đó quay hơi khó ha. Đó. Đây là cái phần mà tiêu âm tán âm của đôi lo này. Thì phía trước mặt này hãng họ thiết kế theo kiểu mà như quý vị và các bạn hay nhìn thấy mà trong những cái phòng mà những cái phòng mà thu âm á, người ta có những cái này nè. Đó, những cái sọc caro này nè để tiêu, để là tiêu âm tán âm cho cái âm thanh. Thì Sony G5 này thì G5, G7 thì nó cũng có thiết kế giống như vậy. Đây là cái chạm dây để câu vô lo bát. Và đây là cái củ lo chung và củ lo chép. Rất là to nha quý vị và các bạn. Củ lo rất là to nên nó chịu đòn rất là lớn. Đấy. Thì cái củ lo chung và củ lo chép này thì nó có cái hộp. Cái hộp này để giữ cái lo này lại, đừng cho cái sức đánh của cái lo bát nó dao động cái lo chung. Đấy. Phía trước này có hai cái lever để tăng tiếng chung và tiếng chép cùng gỗ lạng. Và đây là cái củ lo bát. Thì củ lo bát này khá là tự khá là lớn nha quý vị và các bạn. Thì ở bên trong này quý vị và các bạn nhìn thấy keo như thế này là biết là viền đã thay ha. Thì gần lo một thì thay viền là chuyện bình thường thôi. Thì đa số những thợ thay gần lo thì người ta ở bên trong này người ta không có kỹ, người ta chỉ lấy tay người ta quẹt keo rồi xong người ta dán vào thôi. Còn ở bên ngoài thì nó rất là chi tiết nha, đa số là thợ nào cũng thế thôi.
Đó, ở bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy rất là đẹp, thay gần rất là đẹp nha, đẹp keng luôn. Rồi, đó là cái phần mà nội thất ở bên trong của cái thùng lo Sony G5. Rồi tới bên ngoài thì bên ngoài đây là cái đây là cái lưới, cái lưới, cái căng á, cái căng của đôi Sony G5 này, tem mát đầy đủ hết. Rồi còn bên đây là một chiếc thùng còn lại, tuy nhiên thùng không bể nở nhưng mà hàng bãi theo năm tháng thì nó cũng chài chóc này nọ vân vân, mẻ cạnh tí xíu đồ, thì rất mong anh em thông cảm cho cái vấn đề này. Ở bên đây cũng thế, có lỗ thông hơi phía trước. Đôi này đặc biệt khá dễ ghép và chất âm của nó thì cũng hay, trong cái tầm tiền mà anh em bỏ ra rất là ổn, rất là, phải nói là ổn, tuyệt vời luôn. Công suất của nó là 80W, trở kháng 8 ohm, rất dễ đánh, dễ ghép âm ly nha quý vị và các bạn. Đây, thì thùng, cái thùng ở phía bên đây, thùng mà việc mở ra đó thì phía sau nó cũng y chang như vậy. Nếu anh em nào có nhu cầu mà thiện chí muốn mua thì có muốn là xem cái hình ảnh của cái thùng phía sau này thì Việt sẽ chụp nguyên một cặp luôn để Việt gửi qua là Zalo cho quý vị và các bạn cùng xem. Đó. Còn những anh em mà xem chơi cho vui thì mong anh em thông cảm nha. Rồi tiếp tục là xin lỗi nè, báo giá luôn cái đôi này ha. Cái đôi Sony G5A này nó có giá là 7.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển cho anh em nha. Thì những anh em ở xa, như ở khu vực xa đó, như ở Hà Nội này nọ đó, là phí vận chuyển của đôi này là khoảng 4-500.000, là vận chuyển giao hàng tận nơi. Rồi đây tiếp tục là đôi lo của hãng Pioneer, Pioneer CS822. Thì đây là một dòng lo cũng khá là đặc biệt, khá là nổi tiếng, và nó chơi đa thể loại dòng nhạc. Như quý vị và các bạn thấy ở đây nó có cái chép còi, hai chép giấy và một lỗ chung giấy, hai level tăng tiếng chung và tiếng chép. Đây thì hai cái lỗ thông hơi bass 30, kiền nhôm còn sáng cho, rất là đẹp. Còn ở đây thì power, cái đèn đèn power, tức là lúc mà mình đánh nhạc á, thì nhạc lớn á, thì đèn ở đây nó sẽ cháy nha quý vị và các bạn. Thùng vân gỗ lặng rất đẹp. E căng của đôi này thì còn đầy đủ. E căng còn đầy đủ nha. Đẹp luôn. Thùng gỗ lạng nè quý vị và các bạn nhìn thấy ha, thùng vân gỗ lạng chứ không phải gỗ lạng, xin lỗi. Rồi thì ở phía sau này là công suất là 180W, mát trở kháng là 8 ohm. Đôi này có thể vừa nghe nhạc vừa kết hợp hát hò karaoke, phòng trong tầm 30-40m² đổ lực về thì chất âm của nó rất là hay. Rồi ở bên đây thì cũng một thùng này Việt cũng đã tháo ra, đã tháo ra sẵn cho quý vị và các bạn rồi, thì để quý vị và các bạn xem cái nội thất ở bên trong để mình có cái quyết định nó tốt hơn. Rồi đây thì đôi này thì cũng đã thay gân, lo bát này đã thay gân rồi. Rồi giờ mình xin móc lên cái, ây da, một tay cầm điện thoại mà một tay quay như thế này thì nó cũng khá là nguy hiểm quý vị và các bạn. Đây, củ lo rất đẹp luôn. Đấy. Đấy, củ lo rất đẹp, viền đã thay, mà cái viền này thì được một cái anh thợ của thợ là ruột của Việt, là anh thay rất là kỹ như anh em nhìn thấy nha, rất là kỹ. Đó, đó. Ở bên trong này nhìn thấy không có lem như cái đôi Sony kia, tuy nhiên nó lem thì nó thấy xấu thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng. Tuy nhiên là mình làm thì đôi khi thợ thì tay nghề thì cũng có người dạy người khác, nhưng mà những đôi này thì được anh thợ mà coi như là chuyên làm cho Việt thì họ thay rất là ok nha. Rồi ở đây thì cái chép còi đằng sau lấy lên, đây là cái chép còi nha quý vị và các bạn. Đó, đây là cái còi nè. Đó, một tay cái tháo một tay như thế này thì khá nguy hiểm ha, sợ mình sợ nó vuột tay ra là nó lủng cái màn giấy của những cái lo khác. Đó, còn đây là cái chiếc giấy để mình móc lên luôn coi. Thì nó có cái chung như thế này nè, để tránh cái sự dao động của cái lo bass. Đó, lúc nào cũng vậy, hai cái nhưng mà mình tháo một cái thôi nha, tháo hai cái thì nó cũng vậy thôi à.
tao cái cho quý vị và các bạn xem thôi. Đây, đây cũng là một cái lò chùng. Lò chùng. Ở bên trong còn sắc xì 7 màu luôn. Quý vị và các bạn nhìn thấy không? Rất đẹp không? Như thế là đã hài lòng rồi. Hàng bãi hàng cũ mà. Tuy nhiên ở đây nó bị chắc cái này là nó bị oxy quá nè quý vị và các bạn. Nó chốc miếng nước sơn đây nè. Đó. Không ảnh hưởng gì. Rồi thì về phần nội thất của đô lo này cũng đã xong. Việc xin báo giá luôn, cái đầu lo mà Bioner CX822 này. Đó, thì cái đầu này lúc trước thì Việt có một đầu, nhưng mà Việt bán thì giá là 13 triệu. Tuy nhiên chiếc này nó lên nha quý vị và các bạn. Chiếc này là Việt lấy đợt này thì con này nó lên giá là hết 300 nghìn nữa. Thì quý vị và các bạn nào có lấy thì cho Việt xin 13 triệu 300 nghìn nha. Là đô lo Bioner. Thì tình trạng đẹp như quý vị và các bạn đã xem video. Thì cảm ơn quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn xem tiếp những cái mã lò khác.